Thưa quý vị, năng động, nhiệt tình, hết lòng với công tác hội, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế và quan tâm chăm lo đời sống hội viên phụ nữ là nhận xét của các hội viên phụ nữ dành cho bà Phạm Thị Minh, sinh năm 1954, chi hội trưởng Hội Phụ nữ ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền. Bà Phạm Thị Minh tham gia sinh hoạt tại chi hội phụ nữ ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền từ năm 1981. Nhờ năng động, nhiệt tình nên năm 2000, bà Minh được chị em tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp cho đến nay. Trên cương vị mới, bà Minh càng gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của hội và phong trào thi đua của địa phương. Và bằng sự nhiệt tình, gương mẫu lẫn uy tín, từ đầu năm 2022 đến nay, bà Minh đã vận động và hảo tâm trao tặng 225 phần quà với tổng trị giá hơn 86 triệu đồng, 250 phần cơm chay, 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em phụ nữ khó khăn, hiếu học và người dân khó khăn trên địa bàn ấp. Vận động 16 triệu đồng để giúp đỡ cho con hội viên bị tai nạn giao thông. Ngoài ra, bà còn vận động 286 hộ gia đình hội viên phụ nữ bỏ rác đúng nơi quy định, 52 hộ gia đình mua 78 thẻ bảo hiểm y tế, 25 hội viên phụ nữ, người dân tham gia hiến máu nhân đạo. Nhờ nỗ lực của bà Minh, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn ấp Phước Trinh có 12 hộ thoát nghèo, trong đó có 10 hộ do hội viên phụ nữ làm chủ hộ. Về đây, đúng là tôi cũng nghèo khổ lắm mà. Ở ấp Bới Đồ không có ai mà quan tâm tới. Sau này quen với dì Minh, rồi quen với bả, rồi bả đi ra đi vô, rồi bả mới biết gia đình nghèo, rồi bả vận động mà có quà, có cáp gì, cái bả cho hay, bả cho phiếu, rồi đi lãnh. Nói cho đúng là cũng biết ơn bà. Theo cô là cái tinh thần hội viên mình phải hỗ trợ tinh thần cho chị em. Tất cả mọi cái mình phải đi đâu tao gương mẫu mình phải được hội viên. Mình không hỗ trợ hội viên, chứ nếu mình mà không nhiệt tình không ấy là hội viên người ta sẽ không thu hút được hội viên. Cho nên là vì cái tư tưởng đó cho cô sẵn sàng hết mình đi phục vụ cho chị em thôi. Ngoài là một chi hội trưởng năng nổ nhiệt tình cương mẫu, bà Minh còn là một phụ nữ làm kinh tế giỏi. Có hơn 100.000 mét vuông đất, bà Minh nuôi khoảng 3.000 con vịt đẻ trứng. Sau khi trừ các chi phí, gia đình bà đã thu lời hơn 200 triệu đồng một năm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, bà Minh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với chị em để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động nhiệt tình, cộng đồng và trách nhiệm thì cô Minh luôn nhiệt tình trong công tác, là cầu nối để chị em phụ nữ đến với tổ chức hội. Thì chi hội phụ nữ ấp Phước Trinh, Tam Phước hiện có hơn 300 hội viên phụ nữ. Thì hàng năm chi hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua của cấp trên giao đều đạt, thì được hội phụ nữ huyện và xã khen thưởng. 22 năm đóng góp tích cực cho công tác hội phụ nữ, bà Phạm Thị Minh đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen phụ nữ tiêu biểu, trao tặng kỷ niệm chương vì sự tiến bộ phụ nữ, danh hiệu phụ nữ xuất sắc 5 năm tiêu biểu toàn quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cùng hơn 20 giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện và địa phương.